Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng ý hẹn hò. Dạ, ngoài ra thì em còn có một cái sở thích về xe thay côn. Xe thì em đang đi xe thay côn. Về tiêu chí thì em gần như là em không có. Lâu gặp mặt thì cũng không biết nói gì. Nếu mà thiệt thòi về nhiều thứ thì không biết là anh em tính nói về thiệt thòi về cái gì. Đi đường xa. Yeah. Còn để mà về máu xe côn mà để anh thích thì những cái máu của lá xích nó mới là cái sở thích. Đồng ý hẹn hò sẽ phát sóng xuyên Tết để phục vụ nhu cầu của khán giả. Đón xem hai tập phát sóng đặc biệt vào lúc 14:02 các ngày mùng 2 và mùng 4 Tết âm lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 và 4 tháng 2 dương lịch.